Phụng Nguyễn, thì anh, hello Phụng, hãy donate vài sao đi Phụng. À, tối nay thì chắc là mình sẽ build team bố em, bởi vì là hiện tại thì server đã có thể nói là xả hàng bố em tương đối nhiều rồi, cho nên là build team đá thử. Mình nghĩ nó cũng không Nguyễn Trung Hiếu, mất động chủ giá lâm tèn ten ten ten, mặt cười. nhiều. Chào Hiếu nhá. Ngày hôm nay thì gà rán xả sự kiện với tỷ lệ ra mùa bố em nhiều hơn rất nhiều so với mùa LH trước đây. Nó cũng phản ánh đúng thôi, vì mùa bố em đánh giá Chan Phương về Nam, chào sếp, hello Chan Phương, hãy donate vài sao đi Chan Phương. tổng giá trị sử dụng của mùa bố em thì so với mùa LH là không bằng. Cho nên là gà cũng xả sớm. Cái nữa là chúng ta đang còn rất nhiều cái sự hoài nghi về cái việc là đá có ngon không, vì mùa bố em này đa phần là các cầu thủ Long, trẻ, xả nhiều quá anh ạ. và cái danh tiếng của họ không cao, mà thường ấy là danh tiếng nó đi cùng với trí tuệ nhân tạo. Đấy, danh tiếng không cao khiến cho nhiều người nghi ngờ là nó đá không tốt. Đấy thì gà xả xả ồ ạt hơn so với lại là mùa LH. Cái nữa Kê chúng ta Nguyễn, dễ thấy hello ấy, anh, hello Kê, hãy donate vài sao đi Kê Nguyễn. là cái mùa này thì nó đi cùng với cái sự kiện hiện tại chúng ta đang có. Sự kiện này tương đối là hút máu và nó phù hợp với những anh em nào kiếm hàng để build team, chứ không phù hợp với anh em gọi là cần phôi để ép thẻ, bởi vì nó ra từ gói Nguyễn 78 trở Khanh, lên. sự kiện này chơi ít thì hơi toang anh ạ. À. Nó ra từ gói 78 trở lên, cho nên là về cái việc mà các bạn kiếm phôi cũng không hay lắm. Nói chung là để kiếm phôi ép thẻ cũng không hay với sự kiện này. Cái thứ hai là cái lượng BP nó cho không nhiều. À, được một cái đấy là icon các thứ. Nói chung là với sự kiện hôm nay mình thấy thì anh em chơi Bình nhiều Nguyên, thì mới bắt mùa bầu số đầu phận sẽ như ổn. mùa cóc. Các bạn phải chơi rất nhiều thì nó may ra nó mới ổn. Còn không ấy thì anh em phang gói BP may mắn và xúc cộng 8 trên thị trường chuyển nhượng thì nó hay hơn. Đấy là nhận định của mình. Thế ra chiều nay tôi không online test kèo. Lý do là vì tôi thấy sự kiện này không ngon. Hải Bằng, hello anh, hello Bằng, hãy donate vài sao đi Hải Bằng. Anh em mà nạp dè sẻ nạp ít ấy thì thu về tương đối là tào lao, không ăn thua. Anh em nạp nhiều thì nó lại mất quá nhiều tiền của các bạn. Đấy nên là mình thấy là nó không có ngon bằng mua gói BP. Mua gói BP các bạn mua đến đâu các bạn Bình được đến Nguyên, đấy. mùa BOE số phận sẽ như mùa cóc. Các bạn mua đến đâu các bạn được đến đấy, nó an toàn hơn. Nhưng mà tùy thôi, anh em nào mà thích săn mùa bố em thì các bạn cũng có thể là săn được. Hiện tại thì tôi thấy là nó đầy trên thị trường chuyển nhượng rồi. Đấy, Thử anh em mấy trò không kiểu One Up Tăng hay Ua Thunder chưa ạ? chưa chưa bạn. Này bút. Vòng chung kết đang 200. Bạn ấy đang quay vòng chung kết 200. FC hiện tại đang là 7.400. Nhưng mà quay cái gì được nhỉ? 7.400, mình chưa hiểu. Để mình nhắn tin. Phụng Nguyễn, mùa NSD chắc là mùa dài nhất của phố 4. Game hấp dẫn nhất nhất là lúc nó ra mùa TT. Nó ra mùa TT với lại sau một chút thì nó ra mùa Icon, lúc đấy là hấp dẫn. Hấp dẫn nhất. Theo các bạn là bây giờ thì nên quay cái gì cho bạn ấy nhỉ? Hiện tại thì bạn ấy chưa quay tứ kết mà bạn ấy quay chung kết. Quay chung kết 50 lần. Cái quà chung kết này thì nó là rất nhiều LH và bố em này. Cái quà tứ kết
thì nó cho nhìn nó cũng giống giống 10 triệu. Con này có khả năng ra hai Tống con Long là Nhật, 100 quay chung triệu. kết đi anh. Tứ kết, quay chung kết. Quay tứ kết thì nó nhiều rác hơn. Tuấn Đức, chả mấy sẽ có mùa Ultimate Icon Rô Béo anh ạ. À? Quay vòng bán kết, nói chung là muốn nhiều nhiều rác nhiều thẻ thì quay mấy cái vòng ở dưới thì tôi thấy là nhiều hơn. Quay chung kết thì nó phải x4, mỗi cái quà này nó thuộc dạng x4. Thảo nào anh em quay chung kết hết, thành ra là mình thấy cái câu chuyện các bạn Lê Vĩnh Quân, nó ít, chồng ngon hơn anh. nó ít những cái con hàng top dưới là vì như vậy. Những cái con mà từ 91 trở xuống là nó ít hơn. Đấy, lý do là vì anh em quay nhiều cái vòng chung kết này. Các bạn nó quay bán kết ấy, thì cái số lượng rác nó sẽ nhiều. Thôi được rồi, cái chung kết. Chúng ta sẽ quay chung kết cho bạn ấy nhá. 50 lần quay này. Ta-da! Ta-da-da-da! Qua rồi. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 1.800 FC. Nếu mà tính ra BP tươi thì nó phải được 3 tỷ rưỡi, ít nhất là phải được 3 tỷ rưỡi. Còn không nó phải được tầm 4 tỷ rưỡi. Thế nhưng mà quay tiếp. Làm con icon đấy chứ nhở? Có tí icon không? Không có rồi. Không có rồi. 600 vòng. Như này thì sẽ được 1.000 Tống vòng. Long Nhật ra đờ cây một cái top 10 là lời anh ạ. À. Cần gì anh mở gói thường nó cũng ra, anh mở gói thường nó cũng ra top 10. Quan trọng gì? Ăn quay phát nữa là bạn mới được 1.000 vòng. 1.000 vòng nó sẽ tương đương với khoảng mấy nhỉ? 10.000 FC. 10.000 FC. Lê Vĩnh Quân, không có top 10 là hơi toang anh ơi. Mười nghìn FC. Cái rồi. Với 10.000 FC nó phải ra được 20 tỷ sau cùng. Nhưng mà cái vòng quay này thì nó không ấy lắm. Cái phần vòng quay đâu nhỉ? Cái mốc hướng dẫn. Đâu rồi? Nhận được 1.000 vé rồi này. 1.000 vé này. Thì liền Asian, ra cả đóng 96 thế trả ra hàng ngon, lo gì ai cần. Sáu sẽ không có Bruno Fernandes. Bruno có 94 thôi. Tuấn Đức, quay phone có được ai cần không? Quay full là sẽ được icon mà. À, cái đây là cái mốc vòng này các bạn nhìn nhá. Các bạn chơi đây. Bắt đầu từ 2.000 vé thì các bạn sẽ được chọn. Đến đây các bạn sẽ chọn lấy icon hay là lấy 85 hay là lấy top 10 các thứ đây. Đấy, như kiểu như này. Tùy các bạn chọn. Thế bảo là mấy ông top VIP top 3 cho cái thẻ cộng 8 thì khác gì quay cái vòng quay này đâu. Nên là họ cảm thấy, tôi thấy nó hơi hơi buồn cười. Còn trước sau gì thì nó cũng có phải của mình đâu, cho nên là mình thôi nói vậy. Mở này 3 tỷ 7,
Như vậy là được 6 tỷ, 6 tỷ BB tươi cho 7.000 FC vừa rồi. 7.000 FC vừa rồi được 6 tỷ BB tươi. Em ăn thua lắm nhỉ. À, tôi vẫn phải mở ra được khoảng tôi buộc phải mở ra chứ. Được khoảng ít nhất là 10 tỷ từ thẻ cầu thủ nữa. Thì mới nó mới gọi là tối thiểu. Không thì ăn khứt. Chúng ta sẽ mở những cái con hàng mùa bố em trước. Gói bố em chỉ định 30 được có một gói. Tôi vô nhầm. Văn Đại. Juba. Mick. Con Bruno Fernandes chưa nhỉ? Timo Pukki hàng lậm. Zuba 400 không ăn thua. Osu Kimmich, Kimmich nhiều. Doan Nguyên Saka Su An, 300. Bisphop Anh Ovi. Big 4. 7K 6FC của bạn ấy tầm khoảng hơn 3 triệu chút. Thủ môn Cu Tỏi vứt mẹ ai. Mắc hài Bonucci. Big Four vứt. Lê Đỉnh, mùa này di cây nhiều. Ừ, mùa này thủ môn nhiều lắm. Goretzka. Goretzka này hàng ngon nhưng mà mua về để đá chắc được. Mua con này. Bruno Fernandes này. Tí Bát Xoan này. Krychowiak à? Krychowiak chắc bạn cũng không thích lắm. Mình nghĩ vậy. San chó có mùa TS rồi. Rốt Barkley ngon này. Zakaria thì nhiều người bán, thích thì mua Rashford này. Kevin De Bruyne được không nhỉ? Bruyne cũng được. Kylian Mbappe. Mbappe cũng không hẳn là ngon lắm. Mbappe nhiều mùa ngon rồi. Varane, à Varane Việt có rồi. Hoàng, dát phò thi đúng bài. Kimmich, Gnabry, Gnabry có rồi. Zuba, Pickford, De Ligt, Claude Lewandowski, Lukaku, Hazard thì cũng chả phải ngon lắm, bình thường. Vinaldum, an toàn. Hàng ngon thì nó Phụng Nguyễn, ở đấy Ras hết rồi. 4. Rashford cho vào rồi bạn. Thaiman, William Carvalho. William Carvalho xem nào. Không. Chạy 75 vứt. Senny, Hennessy, Quincy, Prom. Marco Roy. Roy không ăn thua. Thugan Hazard, Vô Lu Toby. An, Fossil. Thôi anh em. Đừng trêu như vậy mà. Thôi cho Pickford vào cũng được. Pickford vào lấy phôi à? Chỉ số 98 à 99. Việt Hoàng, Fossil anh ơi. Ganitsuka thì khá nhiều trên thị trường. Thôi lấy Pickford được. Vẽ nó mà ra Pickford thì ngu người. Paul Pogba có rồi chứ. Với lại Pogba mùa LH ngon mà. Ngọc Thắng, Lót Phô Sen. Pogba mùa mùa bố em này có ngon không nhỉ? Mình nhớ là nó không ngon bằng mùa LH. Pogba chấn thương mà. Pogba mùa này lương 17. Chỉ số 91. Lê Vĩnh Quân, Daniel James. Lương 17 chỉ số 91. Thể hình trung bình. Không ăn thua lắm đâu. Không ăn thua lắm đâu. Mà Kỳ liền Asian, không ngon bằng gà rán luôn. gì đây? Đẹp.
Vai lèo, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng mà chỉ số này đá tiền vệ rồi. Đen. Đen 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 đen. Đen ơi Linh là đen Panther, màu mùa ơi. này giống hóa đơn đỏ. Đen, anh em cho một like vào video đi ạ. Nếu các bạn không phiền thì cho mình xin một chia sẻ video để chúng ta có thể mở ra những con hàng hot hơn. Mới được 69 lượt chia sẻ thôi. Mở. Ôi dồi, 7.000 vãi lèo. Chị 7.600 FC của bạn ấy mà này nó ra con đầu tiên vãi lèo mà lại được có 18 con ấy thôi. Cốt thắng, đúng kênh. Deadlap Kevin à. Vô Luan, Beziel. Kevin, ôi Kevin rẻ đấy. Kevin mùa này đá ngon là rẻ đấy. Hoàng Việt Anh, chủ ơ cao khóc. À, về Tùng Hèn lẫm Lukaku có xem nào vãi nồi bé bé. Ui mà mùa này nhiều thủ môn chỉ số cao Nguyễn Thành á, Công, Kevin hiếm lắm anh, đang không có hàng. mở 5 con ra mà nó 3 con GK bằng tay Jorginho vãi lèo. Vô Luan, mặt cười. NVD NVD CB chạy 100. Con này Hoàng khả Liêu Nguyễn, năng. gạ kèo streamer khác mở GK anh ơi. Con này lương hơi cao nhưng mà được. Thể hình hơi bé. Theo như tôi thấy thì hơi bé. Đẹp trai, có mặt thật trong game. Tốc độ 100. Chú này được này. Khá khá giống vạt ram. Mà lương hơi cao. Huyền thoại rồi. Vô Luan, Bê Thụy Sĩ. Vãi cả bòi. Zakaria. Huyền thoại vãi. Mở 8 con rồi. Dây hồng. Gnabry. Chỉ số 98 3 lít Diệp IT. Thiếu Dương, đồ team Thụy Sĩ. Đan Mạch Eriksen. Củi. Mở này tổng của bọn này chắc được khoảng hơn 2 tỷ. Trần Đức, Gnabry thế rồi. lô xếp. Ra Gnabry rồi. Lèo. Xin lên sen. Nếu hiểu ra cái mùa này cho nhiều thủ môn này. Thảo nào vậy. Các cái gói của nó rẻ vậy. Nó bán gói rẻ mạt vậy là vì mở hàng top toàn Hoàng ra Việt thủ Anh, môn. toàn. Éo đỡ được. 4 con thủ môn rồi. Số 10 à. Mbappé. Mbappé bình thường. Nguyễn Nhân, Giày Maxi cây, trắng. mặt cười. Tuyển Đức Tony Caru. Caru chỉ số 99 được. Ít ra nó còn thế. Ít ra còn có tí lộc.
Giày trắng số 10. Ôi giời ơi, Eriksen. Đinh Tuấn Hưng, anh xem chỉ số thằng Daniel James đi. Thôi xem này, anh em lên trang tra cứu xem được. Cái gì đây? Dragovic à? Fuck you. Đây rồi. Anh Ý. Duy mở phát được 4 con JK khác nhau, dấu lớn. Top 1 chưa? Gỡ lạc lại được bao nhiêu nhân phẩm chứ lại. Con CR7 mùa bố em nó không ngon mà con LH, nhưng con Văn Đại này là ngon Bùi Hải Công, nè. thế này là đúng kênh rồi à? Nay mở được hai con CB đều hàng top đi gì đi. Ghê phết đi. Vizin Văn Đại. Thế mà anh em còn chê. Giày hồng lại Gnabry phải. Hoàng Việt Anh, JK thôi nào. Lại Gnabry. Tính ra mà không được con Văn Đại thì toang cả họ. Không được con Văn Đại thì toang cả họ luôn. Nhưng mà được này, nãy giờ mở nhá. Tính ra là cộng cả Văn Đại nữa Bùi thì Huy Hoàng, tiền cầu thủ môn thủ. đi. Tiền cầu thủ cũng được. Úi dồi, tỷ 6. Tỷ 6 bán luôn không? Bạn chủ account đấy mà bạn nói là bán hết cho nó được giá thì ok. Nhắn cho mình cái tin thì mình dọn hòm đồ chứ không biết là nên bán hay nên để. Các bồ lão không biết là nên hàng hay nên đánh. Như vậy mở 18 con ra 4 con GK, Thì liền agent, hơn 3 thì cầu thủ rồi. tỷ lệ là 20 mấy phần trăm. Sau thuế chắc chắn là được hơn 3 tỷ. Cái tên đấy sau thuế là chắc chắn hơn 3 tỷ rồi. Mở con này à? Gói này hơi lởm. Lâm, Văn Đại để lại còn lại bán hết anh à. Gói cộng 2 đến cộng 6 mở ra ngay cộng 6 này, nhân phẩm cần gì nữa. Lê Vĩnh Quân, tuần nữa bán giá đẹp anh ơi. Ok. Được quá. Mở ra mắc binh. Qua được cái mẹ cái gói cùi bắp. Gói 90 cộng Văn 2 này. Hoàng, được nhỉ, mặt cười. Ngày bình thường là mở ra mẹ thể loại gọi là chỉ số thủ môn chỉ số 90 lại còn cộng 2. Hôm nay mở ra tiền đạo cộng 6. Chuất quá. Thế là được. Công còn chê nữa rồi oánh. À, quả này mới ra là rô béo cộng 5 à. Nhật Huỳnh Thành, vãi lều. Rô béo cộng 5 đây này. Chạy như ngựa. Này, Godin à. Ui dồi. Wow, thằng này. Tốc độ bàn thờ. Sao dô béo nhìn nó còi đấy Nguyễn các Minh, bạn. mặt cười đi bộ. Nè. Dô béo đấy nhìn còi cọc với lèo. Mới giảm cân à? Lại còn để dâu. Minh Huy, dồ béo Hàn. Rồi, bóp mồi bố em nào. Mở, tờ này thì mở Hoàng Việt 10 Anh, gói. không ra JK là ok rồi anh. Số 22 đít to như cái rành. Úi trời ơi.
Thầy nhìn mặt hơi hơi giống Suka. The Miran. William Cavanaugh, Glick, Joe Allen. Ôi vậy. Đã Lê vậy. Vĩnh Quân, Dô Béo Tô Mô Người Nhật. Số 7. Seva. Kaya Insing, Morata. Morata đang khá hiếm đúng không nhỉ? Leng lét. Số 10. Mbappé tiếp. Mbappé. Petkovic. Khedira. Việt Hoàng, làm quả Lukaku gà rán cộng 8 nữa là không sợ thằng Lào. Vai lèo. Chán. Chạy như ngựa. Có cái thằng. Mét 75, mùa này lởm thật. Đây. Quả này mới là cái quả quan trọng này. Quả này mới là quả quan trọng này. Chờ tí đã. Team của bạn ấy đang là full hot cộng 5 Nguyễn à. Thái, Team vẫn cứ phải Jinsu. dính tí GK mới chịu, mặt cười. Mika, Kepa. Bạn ấy nhờ mình build team hộ. Vì đây. Đây là chiến thuật bơm xe à? Chiến thuật hơi lạ. Việt Hoàng, Lukaku, 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 Lukaku. Chào Hiếu nhá, chào Hiếu Trịnh nhá. Giao ăn cộng 8 phát Phượng Nguyễn, vào này. Messi gà rán cộng 8. Là cuộc sống nó khác bọt ngay này. Việt Hoàng, Lukaku 8. Không phải. Không phải đâu các bạn ơi. Lạt. Lương 17 cộng 7. Tùng Thanh, xóa không chị Google. Con này chỉ số gốc là 91 đúng không? Gói 85 mà ra con 91 thì cũng là ok. Min cộng 6 ra cộng 7. Thôi tạm được. Gói này gọi là normal, mở ra con này là dạng normal. Cũng không đến nỗi quá đen. Lâm, hàng pháo thủ. Mở ra con đấy thì cũng được. Không phải đen quá các bạn. Dô bím. Nguyễn Anh Thư, Khedira LS cộng 5 ngon không anh? Thôi nghe em, câu đấy anh em hỏi tôi mấy tháng rồi.